Không hiểu năm vừa rồi năm nay ra đi hơi nhiều. Lạnh. Có lạnh thời tiết nó cứ bạn bè biết có mấy đứa. Bạn tám mấy tuổi? Tám mấy tuổi á? Bạn bè á? Bà không phải bảo bạn bè đúng không? Tặng cho tôi đi. Tao chụp vào tao quay phim mà. Đấy, ngẩng cái mặt lên anh quay phim cho. Em ngồi quay như thế này này. Này giống mặt. Đâu? Em quay cái mặt đi anh cho vào video clip tí này. Đấy, rồi. Có thâu được tiếng nói không anh? Thâu được. Hát hát mạnh đấy. Giới thiệu luôn. Hát đấy. Giới thiệu đây là tới cho mình đoàn mình sắp sửa tới đây là đài tương lai chiến thắng. Nhưng mà đấy phải phải dí cái lên mồm anh ấy. Dần dần đấy phụ to hơn. Nơi đây có thờ là các vị anh dí cái mồm anh ấy. Có công giữ, có cả đã có công là trấn giữ cái khu suối Yến này và đã hy sinh nên nhà nước đã lập nên bia để ghi ơn các anh hùng liệt sĩ ở trên kia. Ok, phải cho luôn. Đi đi ai? Khi khi là con đoàn nào người ta giới thiệu để chi tiết từ chùa không? Huấn luyện viên du lịch, có đi. Huấn luyện viên du lịch.